Đứng cạnh cái đường cổ họ chồng lên cái phố hai hay sao? Đứng cạnh cái đường cổ cả nhà nha. Thúy Liên ơi, cả nhà ơi. Live này con đang live trực tiếp đúng rồi. Hôm nay ở Châu Đốc rất là nắng luôn cả nhà ơi. Kệ. Chị Sáu về đó không không? À, chị không phải không phải. Hello cả nhà. Nó sẽ giúp mình cũng hơn là Long chuẩn bị cái áo tay dài với lại nón cả nhà ơi, rất là nắng luôn. Trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long có đường biên giới chung với nước Campuchia gần 100 km và là cửa ngõ thông thương với các nước. Đây để Long cho cả nhà xem nè, Long đang ngồi ở trong quán nước, còn ở ngoài là rất là nắng luôn cả nhà. Là nơi chứng kiến ở ngoài vẫn có mái che nhưng mà là mái che trong suốt, cho nên là rất là nắng. Người dân An Giang với truyền thống yên nước nồng nàn đoàn kết. Hello em Mỹ Cầm nha, chào chị Băng Phạm ạ, em chào chị Thanh Thúy. Lần đầu tiên cái tên An Giang được dùng rất là rộng nha cả nhà, là khi vua Minh Mạng đổi ngũ cho thành Bạch Tịnh. Sân khấu cũng rất là rộng luôn. Năm ngoái là cái mái che nó màu đen thì nó đỡ nắng, năm nay là mái che trong suốt nhìn rất là đẹp nhưng mà rất là nắng. Có khi con chuẩn bị nha. Luôn luôn gắn liền với lịch sử của các cuộc chiến tranh chống quân. Bộ thành hoàng một bộ. Rồi. Trên này. Tùng Hoàng. Chị Thúy Liên. Con chào cô Hoa Bỉ Ngạn. Để trên đây. Ra nắng cho mặn. Có thấy được đâu. À. Anh Hùng Thế Huy ơi, em đen lắm rồi. Bữa nay là em đen lắm luôn rồi. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chưa lâu. Trái tim của An Giang. Dạ, con hát ở Châu Đốc nha cô ơi. Đã chứng kiến bao bận thân đỡ ra đảo kim giờ đổi của lịch sử Châu Đốc. Con chào cô Hà Vũ Hạnh, nơi hội tụ của biết bao giá trị văn hóa. Dạ đúng rồi, mái che mưa không có che nắng. Và đặc biệt hơn khi mà năm 2024 chúng ta có bao nhiêu người đó. Tại vì cái màu yêu thích của anh là màu trắng với màu đen, cho nên là anh đi đâu anh cũng thích mặc đồ trắng với đồ đen lắm. Nhưng mà cũng hơi là mặc cái áo tay dài á, chứ không thôi là rất là nắng luôn. Nơi có bệ đá sát hạch, nơi ngực của bà của sứ núi sao, nơi có ngôi miếu bà thiêng liêng trong năm da khói phượng thờ, nơi chứa được con. Con chào cô Lương Trần hả? Con chào cô Thu Hoài Lương và hải ngoại mong vọng về với niềm thiết tha tôn kính. Dạ con chào cô Ngọc Sông Ngư ạ. Mộng trung chỉ thị xem khả kính thân khả mộ ý ngoại nan lường. Về quê rất là vui nha em Hằng Nguyên ơi. Chiều nay thì anh sẽ được uống món trà sữa yêu thích ở dưới quê. Món trà sữa này không có mắc tiền nha cả nhà, chỉ 15 ngàn một ly thôi, nhưng mà rất là ngon. Trà sữa nhà làm. Bây giờ thì Long đang chờ mọi người kêu tới mình để mình lên mình chạy chương trình nè, cho nên trong lúc chờ đợi thì Long like để 888 với cả nhà một xíu. Con chào cả nhà nha. Cả nhà đang xem live thì cho con xin một lượt chia sẻ nha cả nhà ơi. Cô đang mong chờ ngày 31 tháng 5. Ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6 thì tụi con có một cái show diễn ở Đà Nẵng. Và cả nhà mình, nếu mà ai không có
đi ra Đà Nẵng hoặc là không có tiện thì cả nhà mình có thể ủng hộ show bằng cách là cả nhà mua vé online của bầu show Lê Hùng nha cả nhà ơi. Lâm Nhân dạ Trần. Tối nay thì không có em Nhung diễn nha cô. Em Nhung sẽ diễn ngày 4 và ngày 5 tháng 6. Trời ơi, thấy ghê vậy trời. Còn hôm nay thì không có vậy. Em Nhung. Chúc mừng anh. Nên em cái học mùi đó rồi là cái mùi xuống có anh. Mùi đó dầu gọi không. Gừng. Ờ em lo học đi nha Thảo ơi, em học đi rồi khi nào ngày 4 ngày 5 nữa mà em không có nếu mà em sắp xếp được thì em xuống nghe anh hát nha. Cả nhà nhắn em tin chào cho em nha. Con em có bán dậu xả mà em bán combo em không bán. Hello người. Combo em bán combo. Cả nhà ơi, cả nhà nhắn tin cho em cái thông tin số điện thoại để em gửi hàng. Dạ chưa. Những cả nhà nào những năm nay nhà, che cái bán. Máy này là máy này đúng kiểu là máy che mưa sao? Ừ. Máy che mưa chứ không có che nắng được. Sẽ gửi mưa luôn. Hello con. Ghé ngoại đi ha, xong chân là về mình ghé ngoại ha. Dạ xong rồi con. Cái mấy mình kiếm gì vậy? Con định là xong rồi con chạy lên thăm bà nội. Ừ. Thì sao nói hôm nay là hồi cái mua gì nha. Dạ rồi con thăm bà nội rồi xong rồi con giờ rồi về mình kiếm gì mình ăn. Trời ơi. Trời ơi hát cưng. Trời ơi. Hello người. Ok còn lại. Con chào cả nhà nha. Em chào chị Bình ạ. Dạ rồi, bây giờ em đang chờ để chạy chương trình xong một xíu nữa thì để em coi mấy giờ em hát nha chị rồi em nhắn cho chị nha. Sáu uống gì kêu đi Sáu. Có trà xanh không gì? Lấy hai chai với ba cái thương nhỏ cái dương của hàng mọi người chạy đúng là sao đây mình nó mệt trắng mình rồi sao không ở nhà đi sớm mà vô đây chi cho nắng nôi vậy trời. Trời ơi. Ta phải kiếm mừng luôn mà. Mình nên chạy em nổi. Đó nên định chút nữa trưa con qua thăm Út rồi thăm em bé luôn. Em chào chị Nhung Vũ nha. Con mà thấy tên của ai là con sẽ gọi tên người đó à. Tại nhiều khi bình luận của cả nhà nó bị trôi nhanh quá các con không có kêu được với cả nhà. Cho nên là cả nhà thông cảm cho con nha. Dạ tối nay con sẽ phát trực tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Hôm nay thì con có một trợ lý rất là đắc lực. Đó là em trai ruột của con, đó là em Hoàng Tính. Hôm nay là em Hoàng Tính là nghỉ đi làm một ngày để đi theo làm trợ lý cho con. Ngày đó tay trong tay mình yêu nhau dạo. Em Hoàng Tính là em ruột của con đó cả nhà. Giờ đây hồng muôn sắc phao. Qua rừng cài lên màu áo mới em giá theo đời con gái đi theo. Không mãi rồi, mãi này tỷ lắm nha. Đây là bạn Hoàng Tính. Đây. Hello cả nhà đi bạn Hoàng Tính. Đó tới đến ngựa ô rồi. Em khoan. Có giờ chung quay cho anh ba nha. Ok bye bye cả nhà, chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ, một xíu nữa ngủ ngon.